mấy thằng tìm mấy cả anh ấy, mấy thằng tìm mấy đâu cái cả là thanh Quảng Nam, thanh Quảng Nam, thanh Quảng Nam chưa không chơi, chơi thanh Nam Điền không à, thanh Nam Điền không à. Rất tuyệt vời. Quay cho anh em ngắm một số tác phẩm xanh đẹp. Xin một cảnh Hà Nội này. Nói dò thì nó dò đi dễ luôn em. Nó quay đem gimbal thôi. Xe gimbal cũng không được xuất sắc lắm thôi. Xe hóa chẳng chắc. Rất đẹp. Không có đá gì đây, sân hồ. Gỗ đương thời. Gì đây? Mông chim mã thạch kinh bác đó là nằm bên đó đẹp quá. Số cây bừng bì đó chỉ bị giá trị này. Đây là mặt trời của cây. Good git. Giật trị. Đây một là tiểu phẩm xanh quê rất là hay nè. Đây là xanh quê đây nè. Tiểu phẩm mà cây đà bóng nước xanh đực. Cây đà xanh đực. Kiếm dưới ngắm đi. Dưới là bình vào đâu hết. Quy tụ rất nhiều tác phẩm xuất sắc ở đây. Đẹp
Kinh Thư Trác Mộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.